Hello anh em, lâu quá không gặp anh em hả? Quá gió anh em ơi, đợt rồi nó gió sao mà tụt cái quần mà bay lên cái ổi luôn à? Cho anh em coi mấy cái lượng độc ngoài kia nó còn sót lại à. Nay im ru rồi đó mà nó còn cái dư âm mới xuống cần luôn. Anh em coi rọc nó lên lên khối lên mù sương bay bay ít dữ lắm rồi đó. Ngày hôm qua ông chú ông xuống câu, ông câu trước ông nói còn giữ thần lắm, hôm qua ông làm được 4-5 con gì anh em, mình mới xuống sau nói cho anh em biết luôn để anh em thường hỏi nè. Ở đây là hàng dương, anh em còn thường kêu là cái hàng dương mỏ nghịch đó, bên đây là bên câu Bến Tre nè, bên đó là bên Trà Vinh, xuống buộc cái bè câu đây đó, ông chú là trước mũi ghe mình đó, hôm qua ông làm được mấy con. Có nắng nắng lên anh em thấy sóng rọc nó bay bụi trắng trắng đẹp không, như mù sương. Máy chịu á, ăn mèo quá anh em ơi, ăn ngoài mép đi bắt kê chắc ăn ngoài mèo ngoài mép. Thank you.
cá cũng mập quá. Mờ dưới đó. Mệt quá anh em ơi. Câu tới 2-3 giờ sáng. Không có biết nhớ cầu á. Đầu ngủ. Ngủ ngâm. Sáng phân á. Một em nốt lúc rồi anh em. Cứu lại một chén nữa anh em ơi. Hai câu dính vô chỗ luôn. Còn cận như nữa kìa, chừng 9 con nữa đã luôn rồi. Đây, rồi, tỉnh ngủ luôn. Mặt ngu quá anh em ơi. Đây. Cái máy gì đây? Mới dính cá này, mới dính nước lù này. Nhiều cái không ngờ quá anh em. Nước lù. Nước lù nó gần tảo nước anh em. Nó mang quá hơi. Không kịp bấm máy quay cho anh em luôn. Cả mấy điện thoại thiếu pin để sạc dưới nữa. Chung bày với cá kia luôn anh em ơi. Hai cá kia luôn. Cỡ luôn. Cái máy gì nè. Để coi nốt không. Phục. Được quá. Cảm ơn nhiều. Thấy nó chạy xuôi, chạy quá tưởng đâu bự anh em. Này giờ nhỏ xíu. Cho anh em coi đỡ ghiền. Chào. Xách lên đi. Biển dạ quá. Đang sạc điện thoại nè. Thiệt tình. Buổi sáng quá đẹp trời anh em ơi. Buổi sáng quá đã. Mới gửi cá, hai cá nãy cho chú Tư. Chứ bữa ra cũng là đâu có lấy nước đá đâu. Lấy đá mà không có á. Buổi sáng tốt lành rồi. Ba con một cỡ một anh em. Cặp cá bự đỡ quá. Cực chẳng đã, không có nước đá. Dèo đỡ chừng nào nó chết thì mổ bụng. Hình như có công chuyện anh em mất.
chưa có công chuyện rồi anh em ơi. Xa kiểu này nhỏ xíu nói chung bày ký ký hơn ký lâu lắm mới rình được con mà từ 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 giật tới tới mà bắt cho anh em coi. Sóng gió quá. Nay bớt bớt gió nhưng mà sóng nhiều. Rạng cái gimbal nó cứ ngắt rồi. Ai. Em này chắc rình được 2 ký à. Ô, lên dội lúc chà. Chạy dữ ha. Lựa để góc nào bắt cho anh em coi cho đã. Khó quá, con mình coi chứ khó lắm nè. Im im gì nó còn đỡ đỡ nha. Thổi thổi một chút nữa. Thổi thổi chút nữa găng lắm. Hai ký này dợt đi cho chắc. Anh em ơi, đẹp trời lắm rồi. Nè. 2 ký. Đỡ đỡ hơn mấy con kia. Rớt nó ngủ quá. Dưỡng thương nó liền anh em ơi. Để dây buộc dèo nó liền chứ để. Đây. Buộc dèo liền chứ để chết sớm.
có em này ha. Đây hai em với sáng gửi chú Tư hai em nữa là bốn em ha anh em. Đó. Có dấu dấu đồ lại nè, móc móc đồ. Đang tới gặt đồ chứ. Đói dữ lắm rồi. Được bốn con cá anh em ơi. Được bốn con cá, con bự nhất đó được 3,7 kg. Bữa chạy vô tối rồi cân cá thì cũng không có làm clip lại được. Rồi tranh thủ lấy mồi đi ra. Đi ra đi mà hôm nay dở ẹt luôn. Còn gặp cái nạn nữa. Đứt dây trôi ghe nó lôi cần câu xuống sông. Mất tiêu cây cần câu thì còn có 2 cây. Tính là kiếm con hai con cá gì nữa thì kết hợp với cái video rồi làm cái kết cho anh em đầu cho nó vui. Bây giờ nó buồn hiu anh em ơi. Mới mua cái cần câu, mới mua cái máy mới 1,5 triệu nó bay xuống biển mất tiêu rồi. Thôi thì làm cái kết cho nó buồn vậy đi chứ giờ sao mình có vui được đâu làm. Rồi bye bye anh em, mẹ anh em những cái video sau. Nay bắt đầu nổi sóng bộn bộn. Cò trắng hết trơn, gặp mất cần câu buồn nữa. Thôi tạm biệt anh em.